Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thỏ Xuyên TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì mình thấy ở trong cái cửa hàng á là nó có một cái gói bốc thăm mới nè mọi người. Cái gói bốc thăm này có tên là bốc thăm bưu điện phép thuật. Và trong gói bốc thăm này á, chúng ta sẽ có được hai món tím, đó chính là cây chổi bưu điện phép thuật. Và mình nghe nói á, tốc độ của cây chổi này là 3.5. Và mình thấy có rất là nhiều bạn đã mở ra được cây chổi này rồi. Còn cái xe này á thì mình thấy khá là ít bạn ra luôn á, mặc dù là nó không có hiếm nè mọi người. Đó, còn đây chính là bộ đồ của cái gói bốc thăm. Mình thấy nó cũng khá là đẹp á mọi người. Mình cực kỳ thích cái khuôn mặt này luôn á, nhưng mà ở trong đây nó không có mở ra cái khuôn mặt. Đấy, còn đây là những cái phụ kiện. Ui, nhìn xịn vậy. Đây chính là một cái đồ để cho nhân vật cầm nè mọi người. Nhìn cực kỳ đẹp luôn á, rất là xịn luôn. Nhưng mà mình mở không ra mọi người ơi. Mình ra được, mình mở ra được cái tủ với lại cái chồng thư. Trời ơi, sự lơ ghê luôn á. Ơi, nhìn cái chổi bay của bạn này nhìn đã thiệt sự luôn chứ. Nhìn bạn nằm, nhìn bạn ngồi lên cái chổi nhìn mắc cười dễ thương ghê luôn á. Ghé cái giò nữa nè. Ôi là trời ơi, cái gì mà hên quá hả. Kìa, cái chổi đi qua đi lại kìa. Cho mình hỏi tốc độ mấy vậy bạn? Ba mươi năm nghìn đi. Thôi cũng ok đó he, nhìn đã quá à. Cảm ơn bạn này, cảm ơn bạn này. Rồi bây giờ là mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ nha mọi người. Đây mình sẽ lợi gần cái bạn cúp. Và sau đó mình sẽ bấm vô cái dấu hỏi này. Wow, mình sẽ nạp năng lượng kem. Là mình sẽ cùng ăn kem các bạn ơi. Là mình sẽ được 10 cái đồng xu. Một cái đồng xu mà mình mới vừa quay được á. Ủa, mua kem ở đâu ta? À, mua kem ở đằng chị bán kem cũ á mọi người. Mình tưởng nó là mua kem ở chỗ bán kem mới không chứ. Mình sẽ thử mua một cây và ăn thử coi nó có gì không nha. Thôi không có cái này. Rồi sau khi là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì mình sẽ lại đằng cái bạn cúp. Và mình bấm vô cái dấu hỏi nữa. Là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó mọi người. Và mình sẽ được 10 cái đồng xu này. Đó, nó có cái nhận thưởng này. Hình như nó không có nhân đôi các bạn ơi. Làm một chồng ly kem. Nó có chỉ cho mình làm ở chỗ luôn á mọi người. Mình sẽ lại đằng cái chỗ chế tác và mình sẽ chế tác ra một cái chồng ly bán kem đây nè. Cái cần vật liệu của mình là mình sẽ cần một con bướm một con bướm màu vàng và ba cái cánh cây. Bây giờ là mình sẽ đi tìm cánh cây tại vì mình đã có hai con bướm rồi. Các bạn có thể tìm cánh cây ở trong cái vùng cắm trại nha. Thì ở trong vùng cắm trại này có rất là nhiều cánh cây luôn ấy. Các bạn chỉ cần đi vòng vòng để các bạn sẽ thấy được rồi. Đây cả đống cánh cây luôn nè. Rồi bây giờ là mình sẽ ra ngoài chế tác để mà mình chế tác nha. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nè. Bây giờ là mình chỉ cần lại bằng cúp và nhận cái đồng xu thôi. Thì nó có nhân ba luôn nè. Các bạn có thể là xem quảng cáo để cho nó nhân ba lên luôn nha. Thank you.
đau bụng quá, giúp mang thuốc khẩn cấp đến. Bây giờ là mình sẽ đi theo hướng dẫn là nó chỉ chắc là vào cái vùng nhà ấy mọi người, vùng hometown á. Mình sẽ lại đằng cái chỗ bệnh viện nha. Rồi mình sẽ lại ông Mr. News. Mua lọ thuốc này ta, quên rồi. Nhưng mà mình sẽ mua 2 lọ. Rồi bây giờ là mình sẽ ra plaza. Rồi mình sẽ nhân ba lên nha, cho nó nhiều cái đồng xu ấy mọi người. Phát kem ly. Bây giờ là mình sẽ đem đi giao, giống như là đi giao pizza vậy mọi người. Nhưng mà cái này là mình sẽ đi giao kem. Giao tuốt tặng bên kia luôn ấy. Đây. Hên quá à, giao ở trong đây luôn, khỏi còn mất công đi ra ngoài kia nữa. Nhưng mà chút nữa mình cũng mất công đi ra ngoài kia để nhận xu à. Chào mình nhưng mà mình đang làm nhiệm vụ rồi. Mày hôm nay làm được nhiều nhiệm vụ hết. Kem ở đảo Kaya, hãy mang kem trộn vị đến. À, là mình mua ở đằng cái chị bán kem á mọi người. Sau đó là mình sẽ lại bản cấp này và nhận xu nha. Hồi nãy mình có mua rồi cho nên là bây giờ mình không mua nữa. Hãy phát kem ly đến các cư dân. Đây cũng giống như hồi nãy mình sẽ đi giao kem đó mọi người. Mình sẽ vô vùng camping để giao kem nha. Hay làm được nhiều nhiệm vụ quá trời luôn ấy. Nãy giờ mình làm cũng khá là nhiều rồi. Cây kem.
cây kem này á thì các bạn có thể là mua ở đằng chị bán kem nha. Rồi mình coi cái sự kiện kem nãy giờ mình làm được bao nhiêu cái rồi. Đây là thực hiện thỉnh cầu của Kem Ly, là mình sẽ thực hiện 35 lần. Wow, có nói gì ta? Thỏa sức ăn thật nhiều kem, mình phải ăn 23 cây nữa hả trời? Trời, sốc luôn á, ăn cái xỉn luôn. Ủa, nãy mới thấy cái dấu hỏi đâu tiêu rồi. Ủa, bây giờ là mình sẽ ăn kem nha mọi người, 25 lần. Ủa, 23 lần chứ. Trời ơi, ăn chắc bị viêm họng luôn quá. Đâu rồi, cái kem nó mất tiêu rồi. Đâu rồi ta? Đúng rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi mua kem. Mua 11 cây nè. Nãy mình thấy mình có mua rất là nhiều cây này rồi, cho nên mình chỉ mua 11 cây để cho nó hiện lên đây. Ủa cái kem của mình nó hết trơn hả? Mà thôi mình ăn trước 12 cây đi. Mình coi coi nó có lên không nha. Mình không biết nó lên không nữa. Nhờ mình sẽ ăn kem. Ý nó có lên nè mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ mua thêm nha. Vậy là mình sẽ phải ăn 21 cây nữa, cho nên mình sẽ mua rất là nhiều luôn. Ăn kem hoài. Trời tức ghê luôn á, mỗi lần ăn kem là mình phải bấm vô ba lô để mình lấy cái kem cho mình ăn. Nó hơi cực một xíu. Ủa lộn, trời ơi lâu lâu tôi bị lộn mọi người ơi.